Rồi, cái cuối năm rồi nhưng mà cũng ráng cố gắng gả con gái nó theo chồng luôn rồi. Năm nay cho nó về chồng, nó ăn Tết bên chồng luôn ha. Rồi nói chung cũng rất là cảm ơn anh em Tây Ninh nha. Cuối năm rồi cũng giúp cho thằng em đòn bánh tét cũng có nhân thịt xíu không. Rồi cảm ơn anh em Tây Ninh rất là nhiều. Chúc anh em về thứ nhất ăn Tết vui vẻ rồi xong rồi làm ăn phát đạt nha. Rồi cảm ơn anh em luôn. Rồi xe đã lên nha anh em. Rồi Tây Ninh thắng tiếng thôi.